Phải bạn. Hôm nay Tai To gửi đến quý vị các bạn món ăn ngon nhưng rẻ. Cá này là cá rô. Cá rô thì ở dưới hồ mình rất là nhiều. Nó ajun nhá. Làm mình giã muối hột với ớt xanh và mình sát lên nó. Rửa sạch ruột luôn nhá. Ai thích để vẩy thì để vẩy. Còn đây là mình cạo vẩy rồi. Mình cạo vẩy cho nhanh chín. Bây giờ mình đang làm bôi dầu lên nó để cho nó thấm gia vị. Dầu này, cà ri bỏ kho có màu vàng đây. Đây là nướng bếp hầu luôn nhá, than hầu nhá. Đây, hai con này khoảng 50 ngàn thôi là mình có món mồi ngon rồi. Mồi này uống rượu hay uống bia đều được hết, mà không uống rượu không uống bia thì ăn vẫn ngon, chất lượng luôn, chất lượng khỏi chê. Món này mình ăn nhiều rồi, nay quay lên cho quý vị và các bạn xem. Và có thể làm cho vợ con hoặc là mình nhậu tại gia đình. Đây nhá, gia vị đấy, ớt tỏi này, ớt tỏi, ớt xanh nhiều cho thơm, có mùi thơm. Rồi đó là con nè. Đó. Bây giờ đây, quay camera men quay người làm cho con. Đây, quay người làm xem nào. Người làm xong rồi tới người nướng. Mình nên bỏ vào ruột nó nhiều, nó ngấm. Ruột này phải làm sạch cho nó đắng. Những cái đen đen ở kẽ ruột này nên rửa thật là sạch. Rửa sạch đây. Đây, con này cũng tương tự. Nó thấm dầu mỡ lên. Đây, quay này. Hấp dẫn luôn. Này miếng vàng vàng đây là ăn ngon. Có thể là vừa nướng đây, mình lật mặt một mặt qua rồi mình chiên luôn, xong đợi mặt kia chín rồi là mình ăn luôn, ngon lắm. Đỡ phải bỏ lên đĩa. Thường dân dã là như thế. Đây đang làm ở chỗ dân dã đây. Không bàn ghế, đấy, ngồi đây ngồi nhậu quá mát. Đấy, các bạn xem này, lửa hồng này. Vàng lên là mình lật qua là ăn luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của Tai To. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe vượt qua mùa Covid này. Và nhớ ấn chuông, thông báo và chia sẻ cho Tai To nhé.